Đây mời anh em Bắc Cạn vô xem nha. Anh em ở Bắc Cạn, ai ở Bắc Cạn đâu, mời anh em vô xem cái video của em. Đây em nhận phục hồi các chi tiết máy cho anh em nha. Đây của anh Nguyễn Văn Thiện, đầy đủ. Nè Bắc Cạn ai có nhu cầu làm hân hạnh được phục vụ nha. Đây vâng là đây anh em xem hài lòng ủng hộ cho em nha. Ở đây em phục hồi cho anh em là em phục hồi trên băng zin nha anh em, không đóng nòng hay thắp băng nha anh em, không đóng nòng không thắp băng nha. Ở đây em có chu điện cho anh em hết đầy đủ nha. Băng ngay đây đây, không đóng nòng thắp băng nha anh em, em làm trực tiếp trên phôi zin cho anh em luôn này. Anh em nào có nhu cầu hoàng mai hân hạnh được phục vụ nha. Này của khách ở ngoài Bắc Cạn, anh em ở Bắc Cạn ai có nhu cầu vô làm cái này gửi vô cho em. Đây đơn hàng đây Bắc Cạn, Bắc Cạn gửi cho em đây. Anh em ở Bắc Cạn ai có nhu cầu làm cái phục hồi băng lanier cụ đùi cụ trước của mấy cày hân hạnh được phục vụ nha. Ở đây em giới thiệu anh em một lần nữa là em không đóng nòng thắp băng nha anh em, không đóng nòng thắp băng. Em ở đây là em làm trực tiếp trên phôi zin cho anh em luôn. Đây anh em xem này, không đóng nòng thắp băng nha anh em. Anh em xem hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 7900079.